Xin chào các bác, hôm nay em tiếp tục về mặt hàng mới. Giới thiệu các bác đây là kiếm trắng xích ngọc. Đấy, đây là kiếm trắng xích ngọc các bác này. Về đang có lụ đây. Đấy, lụ màu xanh, hoa trắng. Tên của nó là An Ba. Đây em muốn An Ba. Đấy, kiếm trắng xích ngọc là một loại, theo em được biết và được trồng thì em chưa thấy cái loại nào dễ trồng như loại này. Nó rất ưa ẩm các bác. Đặc biệt phát triển bộ rễ cực nhanh và nó sinh trưởng quanh năm ngày tháng, không có điểm nghỉ, không có thời gian nghỉ. Thường mấy loại kiếm khác thì nó còn mùa đông mà thôi nghỉ ngơi hoặc lớn chậm tí, nhưng cái loại này lớn quanh năm. Chính vì vậy mà giống của nó có rất nhiều luôn. Đó, em tách khóm bán có khóm 100. Đấy. 100 có, em bán 100 một thân rồi các bác. Đấy. Hai thân như này là 200 này. Đấy. Rất là dễ trồng các bác nhé. Bởi vì thứ nhất lá nó mỏng. Lá mỏng thì thời gian sinh trưởng để phát triển thành thân nó nhanh hơn. Ví dụ cây này là cây kiếm tiên vũ này, lá dày, to thì thời gian sinh trưởng và phát triển nó sẽ chậm hơn. Lô hội thì thời gian sinh trưởng phát triển nhanh hơn bởi vì lá nó hẹp hơn và bản lá nó không dày bằng. Đấy. Chính vì thế mà cái xích ngọc này lớn rất nhanh và giá thành cũng rất là hợp lý cho các bác sưu tầm. Chỉ có 100 một khóm một thân, 200 một khóm hai thân và 300 một khóm ba thân. Đấy là xích ngọc. Nên em về rất là nhiều, về mấy chục giỏ. Đấy, còn đây là, đây là vị hoàng các bác. Đấy. Đây vị hoàng, bản lá côn. Đấy, cái này em bán là 3 triệu một thân. Mấy cái đồ kiếm vị hoàng nó từ mấy xanh Huế thì nó hơi đắt. Ví như cây xanh Huế này, xanh Huế này là 6 triệu. Đấy. 6 triệu cây xanh Huế này. Hôm nay em bắt đầu là bán mấy loại kiếm ở vườn em. Đây kiếm trắng tuyết ngọc. Tuyết ngọc thì em vẫn bán 600 một thân. Mẹ con là 700. Còn kiếm trắng tiên nữ Hưng Yên. Đây, giới thiệu bác đây là trắng tiên nữ Hưng Yên. Trắng tiên nữ Hưng Yên này em bán là 400 một mẹ một con. Cây này xuất xứ từ vùng tiên nữ của Hưng Yên. Thế thì người ta gọi luôn là trắng tiên nữ Hưng Yên. Đây, lá nó nhỏ. Đây. Đây em có một cây kiếm này là cây cây kiếm số 1 nai với cây kiếm đài. Hoa thì nó không đẹp lắm. Hoa thì nó cánh bầu, không đẹp. À, không đẹp lắm nhưng mà đặc biệt cái thân của nó có thể to bàn tay này. Cái hồi em mới lấy về đây là những cái cây cuối cùng của em. Thì em trồng lại nhân giống chứ cái bản lá chuẩn của nó phải to bàn tay luôn. Em chưa thấy loại kiếm nào mà bản lá lại dã man thế. To lại còn bản lá to của số, của đặc tính của số 1. Vặn của số 1. Hoa lại là của kiếm đài. Đấy. Rất là thú vị cái kiếm này. Cây này em bán là 400. Đấy, cái này các bác chơi thân thủ thì không phải bàn luôn. Càng nuôi thì lá càng to, có thể to như thế này. Tại vì em có sở hữu cây mẹ và em bán cây mẹ rồi. Đấy, còn đây tuyết ngọc này 600 một thân. Đây, cây này tuyết ngọc này 800 này, một mẹ con to tướng này. Đấy, kiếm lô hội thì lá nó cũng lớn rất là nhanh thôi. Đấy, còn vị hoàng thì em vẫn bán 700 một thân, mẹ con là 800. Đây, ví như mẹ con này là 800 này. Đấy. Thân là 700. Vị hoàng lá sần. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng. Em vẫn bán 350 một thân và mẹ con là 400. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng. Còn cái này là một cây An Ba. Đấy, cái này em được tặng, không biết là cây gì. Chỉ biết là được tặng thôi. Không biết là giống gì. Bác nào lấy khỏi khóm này 500. Chắc chắn là hoa đẹp, đột biến rồi. Đấy. Cái này của Thái Lan, cây An Ba Thái Lan. Cái này em được tặng cùng với lô này. Hôm nay em mua lô này của ông anh em thế nào em được tặng. Em mua cái cây kiếm lưỡi không cuộn này. Cái này cây kiếm lưỡi không cuộn này. Đấy. Lưỡi không cuộn. Loại lá nó mỏng, nó đẻ rất nhanh các bạn đây. Mới trồng mấy tháng mà lớn nhanh hơn tất cả mọi thứ này. Đấy. Cái này em bán là mẹ con như này em bán 600 này. Thân này 500. Đấy, em mua cái đấy với cả cây này. Đấy, cây này em được tặng nữa này. Cái này cũng là cây này, lưỡi không cuộn. Chậu này là 3 thân, 1 triệu. Đấy. Còn đây là một cây vàng Myanmar lá sần. Cây này thì thôi tính 200. 200 các bạn. Còn một chậu tuyết ngọc rất tiềm năng, 1,8 triệu này các bạn này. 3 thân 4 măng, 4 măng mầm. Đấy, tuyết ngọc. Còn bên này là cây semi-ploy. Em bán là 500 một khóm này, mẹ con này. 500 một thân. Đó là semi-ploy.
Dòng này cũng rất nhanh lớn. Có cái thằng cánh bầu lưỡi hồng cũng cực kỳ nhanh lớn luôn. Cây này ngày xưa quá nổi tiếng rồi, nhưng mà về sau là đấy. Cây này đẹp, hoa đẹp như vàng Tây Linh. Đấy, cây này em bán là 700 một thân. Cánh bầu lưỡi hồng. Còn đây là vàng Thái này. Vàng Thái cánh bầu này, một mẹ một con em bán 600 này. Đấy, cái này đã ở nhà hoa nhà em rồi, cánh bầu đẹp lắm. Hôm em lấy về em bán cho bác ấy. Đây một thân của các bác, nhìn thân nó hình quạt đẹp không này. Đấy, thân nó hình quạt này. Đấy, đây là kiếm kiếm vàng. Vàng Thái cánh bầu. Các bác nhìn bộ lá với thân thủ nó gọn gàng lắm, nó ngắn, nó không cao. Những cây kiếm mà thân nó càng ngắn thì giá trị nó càng cao. Cây kiếm càng dài thì giá trị nó càng không cao. Đây vàng Thái của em đây. Đấy, 500 một thân. Còn vàng cánh bầu mẹ con nhà thì em đang có rất nhiều. Lui đẻ. Lui là đẻ các bác. Còn kiếm gieo hạt phan chí với xanh Huế thì bác nào lấy em có chọn cây to gửi cho các bác. 8.000 cây phan chí và 7.000 cây xanh Huế. Đấy, còn đây là một số cây kiếm. Những cây kiếm này là không phải ấy. Đấy, bên này là phan chí gieo hạt. Phan chí gieo hạt 8.000 một cốc. Và xanh Huế gieo hạt bên này 70.000. Đấy, trầm rồng đỏ bác nào sưu tầm trầm rồng đỏ này 120.000 một chậu đây. Cao được sao nào, 20 này. Hơn gần 40 rồi. Đấy, trầm rồng đỏ. Còn đây là vàng Thái này. 500 một chậu to tướng này. Đấy, vàng Thái. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng đấy các bác. Cứ 400 mẹ con. Còn đây là xanh Huế láng này. Đấy, chậu này 9 triệu này. Chậu này 9 triệu, chậu này chưa đẻ con. Chắc em phải chích mắt ngủ ra cho đẻ được. Chích cái bẹ ra cho đẻ. Có cái bẹ này. Dễ ra hết đây. Đây là trầm rồng đỏ em trồng theo công nghệ của Đài Loan này. Nhưng mà lại sử dụng vỏ thông với cả rêu sâu với cả phân bón này. Làm như này chất dinh dưỡng thì nằm hết ở trong cốc này. Nó sẽ ngấm từ từ. Và khi vận chuyển cho bác nó cũng nhẹ. 120 chậu. Đây là semi alufolium. Alufolium này 450 một thân này. Thân đẹp lắm. Xanh Thái lá sần em vẫn bán là 200 một chậu nhé. Chỉ có 200 một chậu thôi. Đây đây vàng cánh bầu. Em còn mấy chậu đen rô lắng 4N này. Hoặc là mua bán rẻ lốt này, 50.000 một chậu thôi này. Đấy, đen rô lắng 4N. 50.000 một chậu. Còn ít thôi. Ít thì bán rẻ quá. Bên trong này thì em đang vừa mới làm lại cái vườn và cải tạo lại cái vườn mới trông ngon. Vườn của em thì gần như là 100% sử dụng gỗ tự mỡ này, tre này, vầu này. Nhà em thì không có điều kiện làm vườn sắt. Đây kiếm đài gieo hạt 120. Đấy, em che lưới đài đây, em che cả lưới đài thôi. Đấy. Bên trên này lưới đài. Lưới đài em bán 60.000 một mét. À, khổ nó 4 mét. Có khi mà em che lưới đài thì lượng ánh sáng xuống đây rất là nhiều, các bác thấy không? Đấy, nếu che lưới đài lượng ánh sáng, nếu mà trong mùa đông thì lượng ánh sáng sẽ rất nhiều và sẽ đủ ánh sáng để cho cây có thể phát triển một cách ok. Đấy, còn đây là kiếm Thái gieo hạt 120.000 một chậu, chưa sủ hoa. Và cái giống này khỏe, đẻ khỏe quá. Đấy, một chậu to tướng này. Còn trong này là những cái chậu, trong này là mạc xuân. Đấy, mạc xuân 80.000 một cân. Lấy từ 10 cân là 60.000. Đấy, chiều nay em sẽ dọn dẹp hết cái chỗ này và bắt đầu tiến hành đặt sạp và mới. Lại có một lô lan mới và sẽ sinh trưởng phát triển ở đây. Trung lan thì em thì nhiều. Chỉ thiếu mỗi diện tích để em treo thôi. Bên ngoài em vẫn có đầy vị hoàng sần này, cây rất đẹp này. Đấy, còn đây là cây phi điệp tím. Đây hình số 1 này 250.000 này. Hình số 19 200. Hình số 18 là 70.000. Còn đây hình số 7 100. Hình số 3 200. Hình số 21 200.
Nói chung có mấy hình linh tinh này. Thôi phi điệp này em cứ treo, các bác xem lấy hình nào bảo em. Phi điệp nhà em bán này rất là rẻ. Đây, ra phần đây các bác nhìn cái này. Các bác đánh giá thế nào, nó từ cái kiến đi lên các bác này. Đấy, kiến. Toàn kiến thôi đây. Hoàng nhạn là 120. Còn đây là cây hoàng thảo vôi. Em còn mỗi chậu hoàng thảo vôi trong chậu gỗ này. Hoàng thảo vôi là 100.000. Còn đây là hình, đây là những hình mà phi điệp ghép tổ quạ. Cây rất hay. Còn phi điệp ghép tổ quạ. Cái giò to đẹp nhất nhà em là 800.000 đấy. Đấy, phi điệp ghép quạ 800.000. Ngoài này thì em vẫn có địa lan trần mộng 101 cân, mạc xuân là 80.000. Còn đây là vàng cánh bầu Hải Phòng, cây đang đẻ khoáng tầm này. Kiếm xanh thái, xanh thái em bán là 600.000, mẹ con 600. Còn đây là cánh bầu lưỡi hồng 700. Đấy, bắt đầu đẻ tiếp rồi các bạn. Loại này đẻ khỏe như vàng tí linh ấy. Riêng loại nào đẻ không nói, nhưng riêng loại này thì đẻ thì vô đối thủ luôn. Còn bên này là sang run cha, nguyên một chậu là em bán là 1.500.000 này. Đấy, chậu sang run cha. Còn vị hoàng lá láng này 6.500.000. Vị hoàng lá 6.500.000. Còn đây phan trí sần 8.000.000. Đấy, vị hoàng này 6.000.000. Rồi em cảm ơn các bác.